Hello everyone, I'm Hillary from A10. Xin chào các bạn, mình là Hillary. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp tục về chủ đề S và SH trong tiếng Anh nhé. Bài trước chúng ta đã hiểu rõ rằng những từ nào của tiếng Anh bắt đầu bằng chữ S chúng ta sẽ đọc như chữ X gì trong tiếng Việt. Ví dụ như từ see, nhìn. Còn những từ nào bắt đầu bằng chữ SH chúng ta sẽ đọc như chữ S, tức là gọi là sời nặng trong tiếng Việt. Ví dụ như she, cô ấy. Tuy nhiên, trong tiếng Anh có một số ngoại lệ. Nhưng rất may, những ngoại lệ này cũng rất ít thôi ạ. Chúng ta hãy xem một số ngoại lệ để tránh bị nhầm lẫn nhé. Ví dụ như từ chắc chắn được bắt đầu bằng chữ S nhưng lại đọc như chữ SH. Như vậy không phải là sure mà là sure. Các bạn nhớ chuyên môi và thơ nhé. Sure. Tiếp theo, từ sugar, đường. Đường cũng như vậy, được viết với một chữ S nhưng lại đọc như chữ SH. Chúng ta cùng đọc lại, sugar. Còn từ nữa nhé, từ issue, vấn đề. Ở đây có hai chữ S, đáng lẽ cũng sẽ đọc như chữ X gì trong tiếng Việt. Tuy nhiên, nó là trường hợp bất quy tắc các bạn, nên chúng ta sẽ đọc là issue, gần như là chữ SH. Ok, cùng đọc lại ba từ này nhé. Sure, sugar, issue. Bạn nào muốn biết thêm những ngoại lệ khác nữa về chữ S hay chữ SH, hãy comment phía dưới nhé. Alright, see you later, bye bye. Hãy like, share clip này hoặc ấn subscribe phía dưới để được học tiếng Anh giao tiếp online miễn phí. Và đừng quên comment những thắc mắc để được giải đáp các bạn nhé.